Hello, xin chào các kỳ đẹp và các chàng trai của Kỳ Kỳ Ngày hôm nay Kỳ Kỳ lại quay lại với một giveaway đây Và đợt này sẽ là ba chai chống nắng của Exception Nếu mà các bạn chưa bao giờ nghe Exception á Thì đây là một nhãn hàng thuộc cùng công ty với lại Fusion Retinol 1% mà các bạn hay nhắc tới thì hôm trước kỳ kỳ được may mắn tham gia cái event của exception và kỳ kỳ là đại diện cho một người dùng quan tâm tới trải nghiệm thì vì theo exception á một cái sản phẩm có tính năng tốt nhưng mà cũng phải đi kèm với một cái trải nghiệm dễ chịu Ví dụ như bạn nào đã từng xài cái Retinol peel này, cái dầu peel da này nè Thì các bạn sẽ thấy là cái da của mình nó sẽ không có bông lột Kiểu mà lột da rồi các bạn phải ở nhà các bạn phải nghỉ giữa mấy ngày rồi các bạn mới có thể ra đường được Thì với những cái sản phẩm của Exception họ muốn cải thiện cho da các bạn nhưng đồng thời Cũng để cho da mình có cái sự dễ chịu, không có phải nghỉ dưỡng nhiều Cho nên nếu các bạn nào quan tâm tới là ô oh, một, một hai ngày nữa là tôi có một cái công việc nào đó tôi phải cần một cái làn da nó sạch da chết ở trên nó căng miệng thì các bạn có thể thử cái dầu retinol peel này của exception còn cái chống nắng này á, hôm bữa trước kỳ kỳ đi á, thì có rất là nhiều bạn chủ spa nói là họ giới thiệu cái sản phẩm này cho khách hàng sau khi làm những cái liệu trình như là tim meso peel da thì các bạn xài lên nó hoàn toàn không có làm cho da của mình nó bị rác nó bị đỏ mà ngược lại nó còn cung cấp độ ẩm cho da tạo một cái nền da căng miệng cũng như là có những cái thành phần chống oxy hóa trong đây thì kỳ kỳ xài cái này lên á thì với da dầu của y kỳ thì có thể là chỉ cần một cái lớp này vào buổi sáng thôi là đã quá đủ rồi nhưng nếu bạn nào mà da khô thì các bạn hoàn toàn có thể có một cái lớp dưỡng ở phía dưới cái chất của cái sản phẩm này là một cái dạng giống như là sữa sữa mỏng vậy đó nó như một cái loại sữa dưỡng da và khi các bạn bôi lên nó không có nâng tông nha bây giờ các bạn đã thấy nó hơi sáng nữa nhưng mà chút tầm khoảng 5 phút là nó nói tiệp với cái màu tông da của mình nó sẽ lưu lại một cái finish là căng bóng cái kiểu mình giống như là mình đánh cushion vậy đó nên nếu mà các bạn nào mà không thích cái kiểu căng bóng này các bạn có thể phủ lên một cái lớp phấn phủ bột trong suốt nó nhưng mà với một người mà có làn da um, kiểu lão hóa như kỳ á thì kỳ thích có một cái làn da mà nhìn nó có cái độ phản quang hơn tất cả thông tin về cái cách thức tham gia cũng như cái thời gian á kỳ kỳ sẽ để trong cái phần giới thiệu clip ở bên dưới cũng như là cái comment đầu kỳ kỳ hy vọng là các bạn sẽ may mắn lần này để các bạn có thể trải nghiệm cái chống nắng mà kỳ kỳ nghĩ là tất cả trong một luôn á của exception ha kỳ chúc các bạn may mắn nha và cảm ơn các bạn ngày hôm nay đã quay trở với cái anh của kỳ kỳ còn bây giờ thì kỳ xin chào tạm biệt các bạn bye bye